À, hôm nay mình làm clip về cái máy bơm ly tâm chế từ ống tiêm 10C. Như cái này thì mình đã độ lên rồi, cái motor thì đã độ lên độ như lớn à. Đây và quạt gió đây nè, cái tản nhiệt cho motor làm theo chiều quay của cánh quạt luôn à. Nhưng mà gió thổi về cái motor luôn à. Mình sẽ tiêm mạch 7V 40 top cái thằng sau. Cái này đầu tiên chúng ta thử test thử là không có lớp B. Không có lớp B ống trần không. Ống hút không. Chút xíu mình sẽ test lớp B. Giờ thì là mình test thử coi nó bơm đầy không. Rồi mình sẽ mồi nước. Khá là ngon ha, bơm khá là ngon, khá là mượt, rất là mạnh ha, bơm rất là xa, bắn rất là xa. Cực kỳ xa luôn, rất là mạnh ha. Đây thì tiếp theo thì chúng ta bắt đầu test có lớp B xem sao này. Đây, sau khi mình đã lắp phần lớp B vào như thế này nha, thì cái lớp B này mình làm từ cái chai dầu gội đầu, cái đuôi của nó cắt ra như thế này. Đây, gội đầu mình đây cắt ra phần như thế này nha, bạn đút cái ống nhựa vào đây nha, hút vào đây mình cắt ra. Mình sẽ dùi một cái lỗ đây, chèn một cây sắt đây để chặn lại không cho cái nhựa nó đi lên. Đây. Thì giờ chúng ta test thử cái lớp B này, lớp B này làm sẵn.